trong lúc cả vũ trụ, người ta đang hổ tương cạnh tranh, đua nhau sáng chế các lợi khí giết người để sát phạt nhau một cách điên cuồng, thì kỳ lạ thay, có những người lại muốn xuất gia, muốn học tập pháp môn không giết người. Có thể nói rằng sự kiện này sẽ làm cho toàn thể nhân loại trên khắp vũ trụ đều phải vô cùng kinh ngạc. Tôi hy vọng trong lúc nhân loại còn đang trong cơn kinh ngạc thì quý vị đều có thể tỉnh ngộ. Mọi người đều biết hồi quang phản chiếu, học tập pháp môn không giết người này. Thế giới này là do tâm con người tạo thành. Con người có tâm hiểu sát, thích chém giết, thì cả thế giới này sẽ biến thành một bãi chiến trường, một thế giới của chiến tranh. Còn người có lòng hiếu sanh, độ lượng, thì thế giới này sẽ biến thành một thế giới hòa bình, hạnh phúc. Thế nên, hiện nay có được những người Tây Phương có thể giác ngộ trước, phát tâm học tập về tôn giáo, về pháp môn không hiểu sát. Đối với hiện tại mà nói, thì đây là một bước khởi đầu. Tôi hy vọng sau này, tất cả người Tây Phương cũng như người Đông Phương đều sẽ sửa đổi tâm hiếu chiến thành tâm từ bi, từ bỏ tâm sân hận để đổi lấy tâm từ bi hỷ xả, và có thể cùng nhau nghiên cứu đạo Phật. Đây đối với người Tây Phương chỉ là mở đầu của sự giác ngộ. Mong rằng trong tương lai, chúng ta có thể chuyển hóa các vị tổng thống của phương Tây trở thành những vị tổng thống ủng hộ Phật giáo. Bây giờ, tôi sẽ công bố tên của những người Tây Phương xuất gia tại chùa Kim Sơn Thánh Tự. Người thứ nhất tên là Quả Tiền, tự là Hằng Khiêm. Trước đây, khi chưa xuất gia, chú ấy cho rằng thế giới này không có gì đáng trân trọng, và đã sống như một khách nhàn du, chù dù đây đó không có gia đình để trở về. Thế nhưng bây giờ gặp được Phật Pháp rồi, chủ bèn lấy chốn xuất gia làm chỗ nương tựa để quay về. Người thứ hai tên là Quả Ninh, tự là Hằng Tịnh. Quả Ninh vốn cũng tự cho rằng đời người thật vô vị, chẳng có ý nghĩa gì cả. Về sau, khi nhân duyên đến, chú ấy đã gặp được Phật Pháp và biết được rằng chân lý chân chánh vốn nằm trong giáo lý đạo Phật nên bèn xin xuất gia. Người thứ ba tên là Quả Hiện, tự là Hằng Thọ. Quả Hiện là một thanh niên trẻ tuổi cũng rất khác người. Chú ấy có ý muốn nghiên cứu về chân lý của nhân sinh, muốn tìm hiểu nơi quay về rốt ráo cùng vấn đề sanh tử, cho nên chú đã xuất gia. Người thứ tư tên là Quả Dật, tự là Hằng Ẩn. Cô thanh nữ này trước kia cũng có ý tưởng muốn chân chánh, thấu hiểu về vấn đề nhân sinh. Nay gặp được Phật Pháp mới biết rằng đây chính là những gì đáng cho con người nghiên cứu tìm hiểu, cho nên cô đã xuất gia tu hành. Người thứ năm tên là Quả Tu, tự là Hằng Trì. Quả Tu vốn đã nhận thức rất rõ ràng về thế giới này. Cô ta đã có được cái nhìn thấu suốt và đã có thể buông bỏ hết mọi thứ, một lòng tha thiết muốn tu đạo. Cô ta có nói mấy câu như sau: Quả tất năng đắc, tu chư phúc đức, hằng niệm định huệ, trì giới thành Phật. Quả sẽ đắc được tu mọi phước đức, hằng nhớ định huệ, trì giới thành Phật. Bốn câu này là do chính Quả Tu sáng tác, rất có ý nghĩa. Trên đây chỉ là sơ lược về nhân duyên xuất gia của năm Phật tử người Tây Phương. Nếu muốn kể chi tiết, e rằng phải cần nhiều thời gian mới nói hết được. Ha ha ha, Bụt Sắc Mô Ni So Ha.